Dương à. Dạ. Em có nghe tin tức gì của Tài không? Dạ không anh. Vậy bên công an không thông báo gì à? Dạ không. Họ cứ nói là đang điều tra, kêu em cứ chờ. Mà ngày nào cũng điệp khúc đó, em nghe hoài cũng chán. Không phải bà phá thai hả? Bà không hiểu đâu. Tôi không thể nói được. Trời ơi, tôi mà bà cũng giấu hả? Bà phải nói thẳng ra. Không lẽ anh ta giết con bà? Con của tôi, con của tôi bị giết bà. Trời. Con của tôi bị giết. Chị phải làm sao bây giờ? Ly dị, ly thân, hay là bỏ nhau rồi không nhìn mặt? Chị mà bỏ được, em đã xúi chị bỏ lâu rồi. Anh Phong đúng là trẻ không chơi, già sinh tật. Vì chị quá tin tưởng anh ấy, cho nên anh dễ dàng qua mặt chị, ngày càng xinh hư. Em không biết anh Phong nghĩ gì. Đàn ông thời nay có địa vị rồi, sao dễ thay lòng đổi dạ quá. Tài ở rồi. Thì ra là mày còn sống rồi. Anh muốn chuyển bao nhiêu? Số tiền là 5 triệu đô. Được rồi, có gì tôi sẽ báo lại cho anh.